Sau khi chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân tại công ty nhựa Duy Tân được kiểm soát, vào tối qua ngày 10 tháng 7, thì Đà Nẵng lại ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại quận Cẩm Lệ. Ngay lập tức, các biện pháp ứng phó đã được kích hoạt với tinh thần khẩn trương cao nhất. Ca mắc mới trong cộng đồng được ghi nhận là bệnh nhân nam tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Sau khi xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, quận Cẩm Lệ đã tiến hành khoanh vùng khu vực bệnh nhân sinh sống và nhanh chóng điều tra dịch tễ, truy vết hơn 20 trường hợp F1 để tiến hành cách ly tập trung. Đồng thời, các trường hợp F2 và F liên quan cũng đã được can thiệp y tế phù hợp. Các hộ dân xung quanh cũng đã được xét nghiệm. Thì quận đã tốc hành triển khai ngay công tác chốt chặn ở các khu dân cư, là thông báo cho toàn dân ở khu vực đó khoảng 65 hộ và 222 cái nhân khẩu xét nghiệm ngay. Thành lập 3 cái chốt để giảm hạn chế vấn đề đi lại. Đến sáng hôm nay thì 222 người là đã được âm tính. Ở quận của phía Trung á, thì tương tự người dân cũng thông tin cho người dân đến 2 giờ sáng vẫn còn xét nghiệm để kịp thời lấy mẫu để có kết quả sớm để chúng ta quản lý và giám sát người để giảm ca lây bệnh. Ngay sau khi tiến hành truy vết và xét nghiệm các trường hợp F1 vào tối qua, quận Cẩm Lệ đã xác định 2 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Khuê Trung. Cả 2 trường hợp này đều làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp An Đồn. Chính vì vậy, ngay trong sáng nay, quận Sơn Trà đã tiến hành xét nghiệm tất cả nhân viên công ty này, đồng thời có phương án cách ly y tế phù hợp. Quận triển khai ngay là phong tỏa 2 nơi, một nơi là 10 tầng, một nơi 9 tầng. Chồng thì làm ở tầng 10, vợ thì bên làm khu khác ở tầng 5. Thì đang tính toán là vừa tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp nhưng mà để công tác phòng chống dịch tốt nhất thì cái khu 5 tầng thì chắc là có 138 người, thì 32 người đang đi, thì khu đấy xác định là có thể là chuyển thành F1 hết và cho đi cách ly tập trung. Còn bên khu 10 tầng này thì có 3 tầng, tầng 10, tầng 9, tầng 8 đi chung thang máy, và tất cả đều đi chung thang máy, các tầng thang máy, nhưng mà riêng 3 tầng này ấy là dùng điều hòa trung tâm do xác định đây là F1 và chuẩn bị làm xét nghiệm xong cho đi cách ly tập trung. Số còn lại cho cách ly tại chỗ, hướng cho cách ly tại chỗ cũng đảm bảo là cách ly 21 ngày. Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì hiện nay, ngành y tế và các địa phương vẫn đang quyết liệt tiến hành truy vết, xét nghiệm, điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây của ca bệnh tại quận Cẩm Lệ, để từ đó sớm khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.